Tết Nguyên đán là dịp để người người sum họp với gia đình sau một năm làm việc vất vả với rất nhiều lo toan. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều ngành nghề không được nghỉ ở trong dịp này. Và nếu mà phải làm việc trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì được hưởng lương ra sao là điều mà không ít người đang quan tâm. Vâng, căn cứ vào điểm C khoản 1 điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm vào ngày nghỉ Tết âm lịch được hưởng lương ít nhất bằng 300% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày nghỉ Tết âm lịch đối với người lao động hưởng lương ngày. Đối với người lao động hưởng lương ngày, nếu công việc đó là ngày bình thường được trả 100% tiền lương, thì người lao động làm việc vào ngày nghỉ Tết âm lịch sẽ được trả thêm ít nhất 300% tiền lương. Như vậy, tổng cộng người lao động sẽ được hưởng ít nhất 400% tiền lương nếu làm việc vào ngày nghỉ Tết âm lịch. Đối với người lao động hưởng lương tháng, nếu người lao động không làm vào ngày nghỉ Tết âm lịch thì hưởng 100% tiền lương. Trường hợp người lao động làm vào ngày nghỉ Tết âm lịch 2024 thì ngoài 100% tiền lương nêu trên còn được hưởng ít nhất 300% tiền lương. Mức tiền lương của người lao động làm việc trong ngày nghỉ Tết âm lịch nêu trên chỉ là mức tối thiểu theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động có thể trả ở mức cao hơn.